Hôm nay thì mấy hôm nay mưa bão quá, anh tặng cho em một cái bài ca về miền Trung được không? Về miền Trung quê anh ha. Thì mình cũng là dân Bắc Trung Bộ, có nghĩa là tỉnh Thanh Hóa của mình thì nằm nó có cái nối từ miền Trung ra miền Bắc, đó có nghĩa từ Nghệ An trở vào là miền Trung, nhưng mà Thanh Hóa cũng là Bắc Trung Bộ. Cho nên mỗi lần khi mà ở ngoài đó nghe cái bão lũ mấy hôm nay này, bão lụt rồi qua quê mình cũng đang mưa lớn lắm, mình cũng lo, cứ gọi gọi về để hỏi thăm bố mẹ ngoài rồi theo dõi tình hình, nhìn thấy là rất là thương người miền Trung, năm nào cũng vậy. Bây giờ bà Bùi Hồ có yêu cầu thì mình xin hát một bài, đó là bài Thương Về Miền Trung để chị về ở với cái điện tả. Bây giờ Ngọc Lâm xin được phép hát, bây giờ Ngọc Lâm xin phép được hát bài Thương Về Miền Trung gửi tới quý vị khán giả và đồng bào miền Trung nha. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thủy Sương, nước chảy còn vương bao niềm thương, cho nhân đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương, sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bến ngự đẹp trắng soi đêm trường, và nhớ tiếng hò ngoại vắng lâu chiều nào, ước hẹn thề duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ, đêm nào chẳng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao đêm trường vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều giá lạnh hồn hóa nơi phố phường, và nhớ tiếng hò ngoại vắng lâu chiều nào, ước hẹn đẹp duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Ngọc Lâm xin được phép hát một đoạn vậy, cảm ơn quý vị đã. Quá hay. Em cảm ơn anh rất là À, nhiều. cảm ơn em, tại vì miền Trung mình rất là mỗi lần hát tới rất là cảm xúc, hát nhiều khi muốn muốn rớt nước mắt. Anh có nghe, anh có muốn nhắn nhủ lời nào với những người ở miền Trung đang chịu lũ bão như thế này không? Thì hẹn Ngọc Lâm thì đang sống ở Sài Gòn, nhưng mà quê của Ngọc Lâm thì cũng có ở ngoài Bắc Trung Bộ đó. Mỗi lần năm ngoái đó siêu bão số 10 đó Thanh Hóa cũng ảnh hưởng rất là nặng, chết heo rồi các thứ, lụt bão cũng rất là nhiều. Thì Ngọc Lâm cũng rất là thương đồng bào miền Trung, giống như quê hương của mình ở ngoài đó mà. Thì Ngọc Lâm xin được gửi cái lời chia sẻ nỗi đau tới bà con đồng bào miền Trung, và mong cho bão lũ sẽ sớm qua để cho bà con sớm được phục hồi lại cái cuộc sống bình thường, cho cái cuộc sống mỗi người có cái sự an vui hạnh phúc để mình tiếp tục.